Ok, hello anh em. Hôm nay mới về mấy cây bóng gỡ đẹp nha anh em. Bóng gỡ Việt Nam được 4 chiếc quá trời đẹp luôn. Bóng gỡ thì còn nhiều nha anh em. Anh em nào đang kiếm bóng gỡ vô coi nha. Này được 4 chiếc, 4 chiếc này 4 chiếc đẹp nha. Toàn là hàng VIP hết nha anh em. Bốn con Việt, còn mấy con bên Thái bên nhà nha. Thái bữa sau quay đi. Nay được 4 chiếc bóng gỡ đẹp. Quá trời đẹp luôn. Hàng đời 2016, 2017 không nha, 2015, 2016 không. Con này thì ghim từ đầu tới đít. Quá trời đẹp luôn. Được 4 chiếc nha anh em. Bên nhà còn 5-6 chiếc máy Thái nữa. Nay quay 4 chiếc máy Việt. Hàng toàn là hàng VIP luôn nha. Con này đẹp nhất. 2016. Hai dè sàn nước thì quá trời đẹp luôn, cabo đẹp. Con này thì chưa dặm sơn phết chỗ nào hết, quá trời đẹp luôn. Hãy nhìn đùi này nha anh em, đùi quá trời đẹp luôn nè. Hai bên đùi ghim. Con này thì hơn 200 nha. Anh em nào kiếm bóng gỡ galo cho em nha. Bóng gỡ thì từ 150 trở lên nha anh em. 150, 160, 170, 180, 190, 200 đủ giá hết. Con này quá trời đẹp luôn, sàn nước mới lem lem nước sơn à. Nhìn mấy con nhớt nè. Chưa dặm sương phết vậy nha em, màn còn nguyên zin. Đây con nữa nha, 4 con. Con này thì cũng đẹp nhưng mà đẹp không bằng. Bốn chiếc này bốn chiếc máy Việt hết nha. Ba chiếc đời 2016, một chiếc đời 2015. Con này thì thấp nhất, con này 160 à. Con này thì động cơ số zin. Này đời 2015. Còn ba con bên kia thì là ba con nó đời 2016, có tạ đầu đầy đủ hết. Mấy con này thì mâm ghi hết nha anh em, máy này máy chuẩn hết. Còn mấy con máy Thái chắc để bữa sau quay nha, còn 5-6 chiếc máy Thái ở nhà. Con này thì có tút tút sơ sơ phần dài, còn ba con kia thì hàng nguyên bản. Con này thì giá rẻ nha, 160 à. Ba con này thì giá đắt hơn. Con này ba con này đời 2016, có tạ đầu hết. Mấy con này thì gin 3 hết nha anh em, gin 3 cọc hết, động cơ số hai bên đùi gin chưa đụng tạm tháo gì hết. Đùi quá trời đẹp. Dân đe hả? Dân đe còn 5045 nha. Con ngàn, con kia 800-900, còn bên đây ngàn mấy. Con này thì cao nhất. Anh em nào thích máy nào cứ alo cho em nha, quay trực tiếp cho coi. Này được 4 con máy đẹp đang đậu trước nhà nha anh em. Con này thì có khách cọc rồi, mời chắc là mời khách lên lấy. Con này thì giao khách quen nha, về Sóc Trăng. Máy đẹp là anh khách chơi hết. Con này thì quá trời đẹp luôn nha anh em. Hai động cơ số đùi gùa đầu còn nguyên bản hết. Hay gùa gin, số gin. Con này thì mắc nhất, 200 ngoài. Con này như 200, con kia 190, 160, đủ giá hết. 150 cũng có luôn nha, còn mấy cây máy Thái 150 cũng được được lắm. Anh em nào quan tâm cứ alo cho em. Con này thì 160 nha. Còn bên đây thì 190, 200, 200 mấy. Anh em nào cần máy gì cứ alo nha, 50 còn 2 chiếc nha. Có 3 chiếc, 2 chiếc máy Thái, 1 chiếc máy Việt. Để bữa sau quay 50 nha. Máy đẹp lắm nha anh em, con này thì đẹp nhất. Hai bên dè nè, quá trời đẹp. Chưa có một miếng màu sắp chút sơn nữa.
Con này thì đời cao nha, ba tạ luôn, có đầy đủ ba tạ đầu hết. Anh em nhìn hai bên quá trời đẹp, động cơ nồi chưa cắt luôn nha anh em, nồi ba da còn nguyên zin. Từ đầu tới đích là con này chưa đụng chạm gì hết. Bên đây cũng vậy luôn. Còn bên đây cũng 216. Đây 216 luôn. Còn bên kia là 215. 34 thì chắc để mấy bữa sau đi, bữa nay quay bốn con bốn gửi trước. 60 còn chiếc nha. Con này thì đã thấp nha anh em, 215. 215.6 máy Việt. Này thì 216. 190, 200 mấy. Hàng quá trời đẹp luôn, đầy đủ tà đầu hết nha. 216 là có tà đầu á, con này chưa có bắt vô. Con này thì cũng đẹp đó nha anh em, hai bên dè nè quá trời đẹp luôn nè. Em thua với dè với cabo thôi. Động cơ số mấy con này chắc hết nha. Anh em nào muốn chơi máy đẹp thì giá nó phải đẹp nha. Còn anh em nào muốn vừa vừa thì 150, 140, 160 cũng có nữa. 150 cũng có hàng nữa nha. 4508. Ở anh em nào cần gì cứ alo cho em nha. Số điện thoại là 05 số 3 16. 4 chiếc máy Việt nha anh em. Ba con đời 216, một con đời 215, máy đẹp không nha. Ở anh em nào cần cứ alo cho em nha, cửa hàng Vĩnh Long nha, có giao hàng toàn quốc hết. Anh em nào cần thì cứ alo. Rồi chào anh em nha.